Tiếp theo với đài sông giảng kinh đại biểu tiếp. Bồ Tát Tịnh Bồ Đề Tâm là khi chúng ta mở được cái tâm rộng lớn ra, chúng ta mới thấy được, hiểu được cái triết lý của tâm. Theo văn kinh đại nhật, Đức Phật dạy bí mật chủ Bồ Tát Tịnh Bồ Đề Tâm này gọi là sơ phát minh đạo, là khi mình phát cái Bồ Đề Tâm, là cái tâm rộng lớn mình, thì cái chỗ đó cái chánh đạo nó mới hiện được ra. Cái tâm này tại sao mà ngài Đại Nhật nói là sơ phát tâm minh đạo, Bồ Tát trụ ở nơi đó mà tu học? Bởi vậy con người có hai cái, một cái thân và một cái tâm. Nếu chúng ta trụ nơi cái thân quá nhiều thì mất đi cái tâm. Mà ngài Đại Nhật nói là chúng ta phải tu đại thừa, là Bồ Tát phải trụ nơi cái tâm để tu học, thì phải siêng năng cực khổ lâu dài mới được cái tam muội, là trừ các nghiệp chướng, trừ hết các nghiệp chướng. Nếu chúng ta chấp cái thân này thì nghiệp chướng càng ngày càng sâu dày. Mà muốn đi về cái triết lý của đại thừa phải trụ nơi cái tâm. Mà trụ nơi cái tâm thì lấy một cái lộ trình, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương làm căn bản để bước đi. Như vậy mới luyện được cái tam muội, trừ tất cả cái chướng ngại trong cái cuộc đời. Bởi vì con người ta có thân và tâm. Thường khi người ta không biết cái tâm, người ta chấp cái thân. Thân và tâm, người ta chấp cái thân, ta bỏ cái tâm, thì cái những cái chướng ngại nó hiện bày ta luôn. Vì cái thân nó sanh diệt, cái tâm nó bất sanh diệt, mà chúng ta không biết, mà chạy theo cái thân thì nó sẽ chạy chúng ta mãi. Vì chỗ đó muốn nhập cái trí tuệ Phật thì phải có cái vô lượng pháp môn phương tiện. Nay cái tâm phái gọi là chân ngôn, dùng ngay trong cho cái việc Tịnh Bồ Đề Tâm, làm cái tâm thanh tịnh chính mình làm mẫu. Nếu chúng ta chấp cái thân quá thì kẹt tài sắc danh thực thùy, nó cột chúng ta. Còn chúng ta không chấp cái thân mà luôn luôn quay về cái tâm chính mình, thì những cái chướng ngại, các nghiệp chướng đều không xuất phát. Bởi vậy cuộc sống này chúng ta vướng mắc cái thân quá nhiều, bỏ cái tâm đi. Nếu chúng ta nhận được cái pháp môn này, tức là bắt đầu vào cảnh giới của tất cả của Như Lai. Đấy. Như Lai là tâm, là chân tâm. Mà chúng ta bỏ được cái thân này, đừng chấp thân này, dùng được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì quên được cái tâm này. Ở đây quên không phải là bỏ nó đói hay bỏ nó rách, không phải, thế kỷ này không nên, nhưng đừng kẹt nó, đừng chạy theo nó,
Cuộc đời của Ngài Buddha 11 năm quên cái thân, mà phải điều thân cho có sức khỏe, điều phải mượn cái thân này để được điều cái tâm, nhưng mà không kẹt cái thân này. Nhớ, cũng dùng cái thân này mà đừng kẹt, đừng lệ thuộc nó quá, đừng bị nó ràng buộc quá. Ví như Ngài Di Lặc mở cái lồ Cát Tỳ Lô Giá La, gọi là tạng công đức bí mật của cái tâm thanh định, cho đồng tử Thiện Tài vào trong đó thấy đủ vô lượng sự chẳng thể nghĩ bàn. Khá dùng lời lẽ để giảng mà chỉ người nhập tự biết mà thôi. Bởi vậy, cái pháp minh đạo biết được tâm thật đế vốn chẳng sanh, tâm ấy thanh tịnh yên trụ, sanh trí tuệ sáng suốt, chiếu khắp lượng pháp tánh, thấy rõ đạo của chư Phật hành, hay là đường của chư Phật đi, cho nên gọi là pháp minh đạo. Mình nhờ cái tâm này sáng suốt, mình mới thấy được con đường của Như Lai đi, mình mới chọn. Mà nếu mình rời bỏ cái tâm này mà chấp cái thân quá, thì chúng ta không thấy con đường của chánh pháp, chúng ta thấy không thấy con đường của Như Lai đi. Cho nên gọi là pháp minh đạo, nghĩa là con đường sát của chánh pháp. Lúc đó Bồ Tát trụ ở nơi ấy, mà những nhân duyên vọng tưởng gây ra bao nhiêu nghiệp khổ phiền não đều được tỉnh hóa và chuyển hóa, trở nên thanh tịnh hết tất cả. Rồi, cũng như sáng này sao nói cái về cái thân của người nữ, các con không mất thời gian, không chấp nó, mà nương theo, mượn nó nương theo để chuyển hóa nó, đặng mình biết được cái tâm bồ đề của mình, mình biết được cái tâm trong sáng của mình, để mình bước đi cái lộ trình của Như Lai, lộ trình của Đức Phật. Mà lộ trình Đức Phật là lộ trình của cái tâm, là cái chân tâm. Pháp minh đạo nghĩa là con đường sáng của chánh pháp. Lúc Bồ Tát trụ ở đạo ấy thì những nhân duyên vọng tưởng gây ra bao nhiêu nghiệp phiền não đều được tịnh hóa nó, tịnh hóa nó, không chạy theo nó, không vướng mắc nó, nó không cột được chúng ta. Đó là một cái lộ trình của lúc chúng ta đang đi vào cái lộ trình của kinh Đại Nhật mà Ngài Đại Nhật đã dạy. Phần hai, cái đủ duyên nhập Mạng Đà La. Cái chữ Mạng Đà La là gì? Gọi là cái chân ngữ. Chân ngữ nghĩa là âm chẳng đối chẳng khác. Thích luận của Ngài Long Thọ gọi là mật hiệu, dịch là chú. Trên đường đi này, chúng ta dùng được những cái phương tiện này để chúng ta đi vào cái trên pháp tướng Mạng Đà La, là một cái khu vực hình tròn để chúng ta có mà thấy một cái lộ trình để đi. Cũng như ở tại viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga lập ra cái Mạng Đà La, ở chính giữa là tượng của Ngài Đại Nhật, là biểu tượng cho cái chân tâm thanh tịnh chính mình. Ở bên phải là cái tượng của Ngài Văn Thù Sư Lợi, là biểu tượng cho cái căn bản trí của chính mình. Cái tượng bên trái là cái tượng Ngài Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, là biểu tượng cho cái sai biệt trí của chính mình. Phần ở dưới bên phải
là cái tượng của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là biểu tượng cho người ứng dụng và nói ra cái lộ trình này. Cái tượng bên trái ở dưới là cái tượng Quán Thế Âm, là biểu tượng cho cái tâm từ bi. Bởi vậy, đó là cái luồng vận hành cái tâm thanh tịnh chính mình và ứng dụng cái trí tuệ trong cuộc sống của chính mình. Đó là cái mandala. Theo Đại Nhật Kinh, mandala có nghĩa là viên linh trụ túc, là tròn viên mãn đầy đủ tất cả công đức. Luận theo nghĩa, phát sanh từ mandala là có công năng nuôi dưỡng dòng giống của Phật, dòng giống giác ngộ. Phát sanh Phật quý, vì theo chữ mandala có nghĩa là tinh chế sữa bò thành đề hồ. Cho nên mandala bao hàm cái ý nghĩa vô lượng, không có mùi vị nào có thể sánh được, gọi là pháp vị thánh vị, biểu thị cho sự thuần tịnh của Phật quả. Nếu cuộc đời này chúng ta đi một cái lộ trình được thì chúng ta sẽ thành công cái mandala trong tâm của chúng ta và ứng dụng của chúng ta. Cái tâm hy sinh nhẫn dục siêng năng, phá cái phân biệt và phá cái chấp, trở về được cái diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đó là chuyển thức thành trí. Mà trong cái chân tâm là kinh đầy, là cái biểu tượng của Đại Nhật. Rồi Vong Thù Sư Lợi rồi ứng dụng ra bằng chân thực và tình thương, thì chỗ đó là đại hạnh phổ hiền của cái tâm từ bi là Quán Thế Âm. Mà cái lộ trình này là cái lộ trình của mandala mà ở viện nghiên cứu lập ra đang dạy các con. Như vậy mandala không có khác hơn là cái pháp giới thanh tịnh của chân tâm. Khi chúng ta trở về cái bản tâm thanh tịnh vắng lặng thì pháp giới thanh tịnh này hiện bày, trong đó tất cả chư Phật Bồ Tát hay tất cả là cảnh tượng của muôn pháp ứng dụng ra bằng cái tâm chân thật và tình thương. Đó là cái mandala. Người tu theo chân ngôn phải biết rằng cái thân trung tâm này, cái ngũ uẩn này, chúng ta tuy là cầu của Phật tánh nhưng phải dùng mọi phương tiện tu hành để tịnh hóa được vọng nghiệp, và cái chân tâm Phật tánh hay là pháp tân mới hiển lộ được. Vọng nghiệp là cái gì? Là chúng ta lìa cái phân biệt và chấp mới được. Mạng Đà La không có khác hơn là cái pháp giới của tâm. Pháp giới của tâm có hai. Một là pháp giới mandala là một cái tâm thanh tịnh, là khi căn bản trí hiện và diệu dụng sai biệt trí với hạnh đại bi vô tướng. Pháp giới mandala là vũ tướng để thấy qua cái vật chất hình ảnh của các bậc thầy, y cứ theo cái kinh giáo lập lên một vị thầy phải có đầy đủ hai yếu tố: từ bi và trí tuệ. Vì trí không có bi là điên đảo, mà bi thì không có trí thì mù lòa. Hai cái khác nhau. Nếu mà trí thì không có bi thì điên đảo, còn mà bi mà không có trí thì mù lòa. Trong hai thiếu một thì khó có khả năng rộng truyền chánh pháp, làm lợi lạc cho cộng đồng. Đó. Bởi vậy, vì vậy trên con đường này đi rất là nghiêm túc.
Vì lòng từ mẫn muốn cho chánh pháp được lưu truyền, nên Đức Thế Tôn giải pháp dạy người của bậc thầy, cho người tu chân ngôn rất chi tiết. Phật dạy lại nữa bí mật chủ: bậc A Xà Lê kia, nếu chúng sanh có sức chịu làm pháp khí, lìa xa cấu nhiệm, tính giải lớn cần dùng sâu tinh thường nhớ lại lợi ích lợi tha cho cộng đồng. Đây là nói rõ các chi tiết trong nghi thức thân nhận độ của bậc A Xà Lê. Người muốn học theo hành pháp của Đại Thừa phải có sức chịu đựng, lìa xa những cái nhiễm trước. Người học theo pháp này phải xa lìa cái nhiễm trước, là không có chấp trước, phải xa lìa. Của mình vững chắc, sâu dày, thường nhớ tất cả việc làm lợi ích cho cộng đồng, vì tất cả mọi người, chứ không riêng gì ích lợi cho một cá nhân mình được. Đó. Trong này mà Đức Đại Nhược dạy cho một người học trò muốn tìm một vị A Xà Lê. A Xà Lê là một vị thầy mà phải có cái tâm như vậy, phải làm luôn luôn lợi ích cho cộng đồng, chứ đừng lợi ích cho riêng mình thì không được. Thường nhân làm một được việc gì chút ít thì sanh diệt ngã mạn, mới mất cái chân trí đi. Mình làm được tất cả mọi việc, nhưng cái tâm mình đừng có ngã mạn, tâm mình phải hạ thấp. Ngài Miraneba có nói một câu: con chịu ngồi ghế thấp nhất đi sẽ được nâng lên cao, con chịu sống cô đơn đi sẽ được nhiều bạn bè. Cái ghế thấp nhất là mình thành công mình cũng vẫn đừng ngã mạn. Cô đơn là mình thường hay quay trở về sống với chính mình, đó là cô đơn. Người tu lặng Đại Thừa phải lặng lẽ hành đạo, không khoe khoang tự đắc kiêu ngạo, lìa xa cấu nhiệm, có sức chịu đựng nhẫn nhục, dù làm việc lợi ích cho nhiều người, cho bao nhiêu vẫn không thấy đủ, thì tự nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát dũng mạnh trải thân hành đạo, làm bao nhiêu việc khó làm, nay tôi chỉ làm ít hạnh nghiệp này, chỉ phải tinh tấn và không thối chuyển, nhờ cái tâm nhẫn nhục hy sinh và siêng năng hành đạo trên tinh thần vô ngã, nên dễ nhận được cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, sớm duyên thành trí độ. Người có đủ các điều kiện đó mới tu pháp Đại Thừa. Đó, các con phải thấy, người tu pháp Đại Thừa lìa được danh tướng như sau: núp ở dưới chậu lan viết xong 43 bộ kinh, đi học Đại Thừa, đi học giảng sư, đi giảng đại học mà vẫn núp ở dưới chậu lan, không thấy mình thành tựu, vẫn đi tới một con đường đã rạch ra để đi tới. Tại sao một người đi sông mà lại đi bán lan 18 năm trời ngủ ngoài chợ? Vì lấy hai câu: gió sương bên đường để hiểu tâm, mà tình đời nóng lạnh để trừng tâm.
Vì vậy, người đi về cái lộ trình Mật giáo truyền trao rất thận trọng, nếu không đủ các yếu tố cần thiết, có cái tâm rộng lượng đại thừa, chỉ cần hành đạo làm lợi ích cho chúng sanh thì không có trao truyền được. Vậy tâm người đạo sư có từ bi không? Có. Nhưng vì Mật giáo là pháp môn rất khó hành, đòi hỏi con người phải trải qua có bồ đề tâm và phương tiện, cộng thêm cái tâm từ bi làm lợi lạc cho tha nhân mới ngộ nhập được cái pháp lớn. Người tu chân ông mà chỉ cầu cho gia đình mình, quyến thuộc mình thì không bao giờ cái pháp lớn được. Vì sao? Vì cái tâm quá nhỏ hẹp, quá hạn lượng, quá ích kỷ, không lớn được. Người lập hạnh nhỏ nhen thì làm việc nhỏ. Nếu mình không có cái tâm nguyện rộng lớn thì thử hỏi làm sao truyền trao cho chúng sanh được những cái đại pháp. Có người khi tu hành phát nguyện thân này cúng dường cho Tam Bảo, hiến cho nhân loại, nhưng chính vì hạnh nguyện vẫn như vậy mà chúng ta vào đạo thụ pháp cần mẫn, hành chánh pháp không mệt mỏi. Tại vì cái vị hành giả đó đi vào trước khi tu đã phát nguyện thân này cúng dường cho Tam Bảo. Tam Bảo là tâm, là trí tuệ, là người ứng dụng. Hiến cái thân này và cúng dường cho nhân loại, mục đích đạt được cái chân tâm rồi, ứng dụng diệu tâm rồi, đem ra cho cộng đồng. Chân ngôn pháp là dùng những phương tiện. Người tu mật tâm có hai phần, tướng và tánh. Khi vào được đạo tràng mật tâm, nếu là tu tướng thì có tượng Phật đàn tràng, mandala, tràng phan bảo cái và các khí cụ, có thể nói chúng còn trang nghiêm hơn cả tịnh độ tông, và nghi thức ấy rùm ra còn hơn tịnh độ tông nữa. Đây là tất cả pháp tướng để làm cho người có tâm bước vào đạo tràng sanh cái tâm tịnh tính. Đó mới chỉ là cái giai đoạn đầu, là căn bản mật tông, và cũng mới chỉ là cái tướng có hàng kinh văn mà thôi. Vậy đây, tại sao Đức Phật không chỉ thẳng chân tâm thường trụ cho người ứng dụng mà lại đưa người lòng vòng trong phương tiện? Vì khi Đức Thế Tôn thành đạo, tình hình tư tưởng tất cả nước Ấn Độ thời bấy giờ hoàn toàn là Bà La Môn thống trị. Ngay cả đất nước của gia đình Ngài, từ vua cha đến tất cả nhân dân đều quá tin vào giáo pháp của Bà La Môn. Nếu lúc đó mà Ngài nói về chân tâm thường trụ thì chắc chắn không ai tin được, không ai nghe cả. Cho nên Ngài phải tùy thuận tất cả. Đây cũng chính là quyền diệu của Đức Phật, phương tiện sắp đặt tiến hành trên con đường giáo hóa. Như vậy thì các con thấy một cái tài liệu của Mật Tông. Nếu mà mình không biết được, không hiểu được Mật Tông thì mình kẹt. Vì sau này Ngài không có truyền lại những cái nghi thức nào hết, mà chỉ truyền lại cho ca diếp cái niết bàn diệu tâm. Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là ứng dụng mà thôi.
Vì lúc đó các đệ tử và người ta đã hiểu, cộng đồng đã hiểu được rồi, nên Ngài truyền thẳng vào, chứ không còn nói tất cả những gì hết tất cả. Đây chính là một cái lộ trình của Như Lai đi, mà hôm nay viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra lập ra để chúng ta có một cái lộ trình rõ ràng và chính xác. Điều thân, điều tức và điều tâm. Điều thân chúng ta không kẹt nghi thức mà để cho cái thân sức khỏe đầy đủ. Điều tức là cái hơi thở chúng ta là cái nguồn lực trong cái mandala nó hiện ra, chân tâm căn bản trí và sai biệt trí nó hiện ra, rồi ứng dụng ra được cái chỗ đó mới thành trụ được. Vì cái chỗ này là một cái chỗ mà Kinh Đại Nhật chỉ rõ cho chúng ta biết rất nhiều. Con người chúng ta có hai phần thân và tâm, mà chúng ta đang bị cái bệnh thân hiện tại bây giờ nên thiếu sức khỏe. Còn bệnh tâm thì không ai dạy và chữa được, chỉ có triết lý của Ngài Buddha mới chữa được. Vậy chúng ta phải biết đừng chấp thân quá nhiều. Đừng chấp. Đó là phương tiện để chúng ta ứng dụng được cái chân tâm và diệu tâm ra mà thôi. Khi chúng đệ tử đã tạm thuần tâm với chánh pháp, Đức Phật mới đưa đại chúng tỳ kheo đến thành Ra Tỳ Ly hay là Quan Nghiêm Thành để gặp cư sĩ Ngài Duy Ma Cật hiển lộ, rồi mới bày rõ sự thù thắng của Bát Nhã, của Bồ Tát Đạo. Có khi vậy các vị đại thinh văn mới nhận ra chỗ khiếm khuyết của mình. Vì Ngài Duy Ma Cật là cư sĩ dùng cái trí tuệ của tự tâm phát ra vô tướng mà để khai thị cho hàng thinh văn của Đức Phật, các ngài mới tin được, mới nhận được và mới sửa được.